Ngon dữ ta. Ngon quá. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube Mập Food nha. Hôm nay bé Kim sẽ nấu bạch tuộc nhúng với lại cơm mẻ nha cả nhà. Đây là mình vừa săn được hũ cơm mẻ. Hũ này 35.000 nữa cả nhà. Và ở đây mình có bạch tuộc mình đã làm sạch rồi nè. Và mình sẽ ăn chung với lại rau muống nè, bắp cải, bắp chuối, ngò gai và rau quế. Ở đây cũng có ngò gai mình cắt nhuyễn, tỏi, sả, hành để làm thơm cái nước dùng nha cả nhà. Để coi hôm nay á thì tía má của mình ăn cơm với lại sườn khè nè cả nhà. Và ở đây là dưa mắm bestseller của Hàm Phúc. Đầu tiên thì mình sẽ phi cái hương thơm lên trước là hành, tỏi, sả nha cả nhà. Dầu nóng rồi, mình cho tỏi lại hành, sả vô mình phi nha. Cũng giống như mấy lần trước, mình giải thích với cả nhà là cái chảo này già nó có ga. Chứ không phải là dơ như cái này. Tỏi, ủa sả, hành, thơm lắm. Bên đây thì mình sẽ bắt một cái nồi nước lên. Nước sôi rồi mình sẽ cho cơm mẻ vô để lượt nha cả nhà. Trời, chưa có nấu cơm mẻ lần nào nhưng mà ghê dẻ. Rất là sành điệu cơm mẻ. Cả nhà nhớ cái clip ốc của Mập quay không cả nhà? Lần đầu tiên mình ăn cơm mẻ luôn. Để mình nêm thử rồi có mùi gì. Nó chua, ở trong đây là nó còn cơm luôn nè cả nhà. Không biết có nhiều bạn không biết cơm mẻ giống mấy Kim không ta. Rồi mình sẽ nêm vô muối. Được. Nếm. Đó,
sôi rồi thì mình sẽ đổ mấy cái hương thơm này vô như cái này. Sau đó mình sẽ để mực vô nha. Tập tụ chứ. Không múc vào cái kìa. Hết rồi sao? Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Mọc Food nha. Thì hôm nay cả nhà theo như đầu clip bé Kim đã giới thiệu thì hôm nay Mập với bé Kim sẽ ăn bạch tuộc nhúng mẻ nha cả nhà. Đó, thì Mập mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Thì lửa Mập cũng đã nổi lên rồi, bây giờ thì đây là bạch tuộc nè cả nhà. Ủa vậy ăn luôn chứ đâu có trụng gì nữa. Tại trong đây có bạch tuộc chín rồi. Chín rồi cả nhà. Thì Mập sẽ ăn với lại mì nha cả nhà, mì gói nha. Đây. Đó. Thì sao em nghe cái mùi gì khác khác á Mập ơi. Ừ. Không biết ở dưới nó có trái cái gì không ta. Đây bạch tuộc này cả nhà. Bạch tuộc này mấy Kim mua nhiêu ký với Kim? 300 nghìn. Thì trong đây sẽ Mập sẽ chấm với lại nước mắm ớt cả nhà. Còn xíu nữa thì mấy Kim sẽ ăn với lại cái gì nè? Với lại muối. Muối cả nhà. Thôi bây giờ thì thưởng thức một con bạch tuộc trước. Bé Kim giải thích tại sao thì hàng Mập nó lại quay trước thì bé Kim. Tại vì hai đứa chưa tìm ra được cái phương pháp để cho cái đồ ăn cận á cả nhà. Nhiều bạn góp ý là đồ ăn xa nên là đầu clip thì bé Kim sẽ quay như vậy cho anh Mập. Đó, rồi xíu hai đứa sẽ vô ăn chung nha. Hai đứa sẽ ăn chung nha. Thay vì Mập cũng có thể quay cho bé Kim được nhưng mà thôi mình ngại lắm. Nên mở cái mic kia chưa? Nên mình quay cho Mập như cái nhà. Chứ không phải là Mập muốn ăn một mình hay là gì nha. Thôi mời cả nhà nha. Mời em. Anh review bạch tuộc với mẹ em nấu đi. Bạch tuộc giòn quá. Tươi lắm á. Ngon quá. Nó sôi ở dưới rồi nhưng mà lên đây thì nó hết sôi rồi đó nha. Lên cái môi trường Bắc Cực. Ngon dữ ta. Nó bên đây là có bắp chuối bào. Chuối bào nè. Ngò gì? Ngò gai. Quế với lại rau muống như cái nhà. Em hỏi anh làm gì đi. Em hỏi anh đang làm gì đi.
đang làm cái gì đó. Út ăn mì là Út ăn mì. Hôm nay hai đứa thấy cái cô Út Phượng ở trên TikTok cái rất là vui nha cả nhà. Chứ không phải là mình chọc người lớn nha. Không, mình có nhiều cô chú không coi TikTok mà cũng đâu có biết mình đang làm cái gì đâu. Cô đó sẽ nấu mì ăn vào mỗi tối. Mà cô đó để hầu lốt vô luôn, gạo rồi này kia. Nhìn coi rất là vui, mỗi lần mình sẽ check coi mấy clip đó rất là vui. Đây. Nhưng mà thật sự là mình cảm thấy khi mà mình coi clip của cô đó, mình cảm thấy mình ở chổng luôn. Hồi xưa cũng hay nấu, cũng để ăn gạo. Ăn hay để gạo với lại nêm vô. Đến bây giờ em vẫn còn nêm. Không, nhưng mà cô đó bỏ quá đáng. Cả nhà có ăn mì gói xong rồi nêm đường bột ngọt vô. Mời cả nhà nha. Trời, khói nghi ngút luôn. Em làm ngon quá à, làm nước mẻ ngon quá à. Mà hồi nãy em thấy chua lắm luôn. Anh thì phái ăn chua. Gạo nhúng vừa chín gì thôi. Nóng á. Nóng không? Cái nhà thấy bé Kim quan tâm mà không cả nhà? Nãy anh thấy bắp chuối đâu không? 35 nghìn á. Nhiều đó hả? Ừ. Bắp chuối này trắng ghê. Người ta chuối... nói bắp chuối hột vậy cả nhà. Gì hả? Không biết có ngon hơn hay sao ta. Bắp chuối này trắng ghê ha. Nhưng mà lại không, người ta làm cho trắng thì hay ghê. Cái này à, mình có thể ăn với cơm à, với bún hoặc là mì gói. Nhưng mà hôm qua hai đứa ăn bún giò heo rồi, hôm nay nên hai đứa ăn mì gói đó nha. Nước mẻ này á. Khói nè. Em cảm giác á, giống như là canh chua nhá. Canh chua nấu con mẹ. Đó là một sự cảm thấy của người mới ăn biết ăn cơm mẻ cả nhà. Sự cảm thấy. Mình lần đầu tiên ăn cơm mẻ cả nhà thông cảm nha. Thèm chứ fan. Có một đại đa số người á là thích nhìn người ta ăn á, thèm đụng nóc rồi bay vô ăn vậy nó mới ngon á. Nè cả nhà, húp cái này, cái này mà nó mà giống như là bị cảm cảm, húp một cái văng cái cảm ra ngoài luôn cả nhà. Hồi khói nè. Dần cái cảm diễn sen lỡ. Nóng quá. Thôi, anh nốt cơm bịch tuột này em vô em ăn với anh ha. Mà ở trong bịch thuộc nè, em quay nó có cái gì á bé Kim? Có gì? Giống như trứng á, thấy không? Đúng rồi, trứng á. Ừ. Ủa, nhìn chén mắm ớt thèm luôn. Ừ. Không biết không? Không. Tàn á.
nha. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube Thằng Mập Mập Food. Mập Food quá. Quen miệng rồi thấy không? Anh cũng vậy á. Đây đưa chén nè. Múc ra để nóng. Để bạch tuộc mới vô. Có gì họ san sẻ cho anh nha. Nãy Mập nói là bé Kim nấu cơm mẻ lần đầu tiên mà rất là ngon. Xong nãy mới tắt máy thì Mập nói là cái gì ta? Nấu gì kỳ cũng chết. Làm gì giống giả tạo dữ vậy trời. Hết cho luôn ha. Ở quên Mập. Ấy mì cho em ăn. Nó khỏi đi. Tí ăn. Mở nhà nha. Ăn đi. Để ở đâu ta? Để đâu không được. Ăn đi. Anh ngồi anh nhìn. Còn còn coi. Hai ba con cũng được. Anh ăn chung với em chứ không ăn hết. Rồi được rồi. Được rồi. Nè, được rồi. Ngồi xem chấm có mắm hả? Không chấm này hả? Rồi cả nhà nha. Bấm máy rồi. Nóng. Nó tính Mập hay giỡn vậy á. Nên hay bị lá cả nhà. Nói là dành ăn với bé Kim. Mà hôm bữa thật giỡn. Wow, cái này chấm với muối gì nè. Muối gì quên nè. À. Con mực này nó có trứng, kỳ quá ha. Hồi đó giờ mới ăn vậy luôn á. Cái trứng nó béo béo giống như gạch cua tôm. À mà thích ăn cái bạch tuộc mà tua vậy nè cả nhà. Cái tính của Mập hay giỡn cả nhà. Ai á mà có tính hài hước á thì cảm thấy sẽ vui với những câu nói của Mập. Còn ai mà tính nghiêm túc á là sẽ nói Mập vô duyên với lại Mập ấy. Giống như là hôm qua Mập đăng cái clip ăn giò heo á, là Mập kiểu như ăn giò heo nó bổ cả nhà. Cái Mập viết tiêu đề là mấy Kim thấy Mập xanh xao quá làm giò heo, ý là thấy Mập rồi mà còn làm giò heo ăn tẩm bổ á. Cái có nhiều bạn nói là tự nhiên đi Tây Bắc về mà nói như vậy khác gì nói ra ngoài kia người ta anh Hải anh bỏ đói hay là anh đối xử tệ hay gì. Nhưng mà thật sự là không có cái nhà. Mập về mập lên 4kg đó cả nhà. Nhưng mà vấn đề là mấy bạn xem clip mà quá căng thẳng. Giống mập. Như là mấy bạn nói để cho có tính chia rẽ vậy. Mập với lại mấy anh chị sao thì người ta rõ mà. Nói thiệt á, để tâm sự cái nhà luôn là nhớ lại đi, nhớ trước cho. Với lại thêm vấn đề nữa là đi ở trong đó xong rồi còn đi ra mấy cái chỗ khác nữa mà. Xong rồi mới về đây mà cả nhà. Nếu như nói xong sao thì thấy cũng đâu có gì quá đáng đâu. Nhưng mà khi mà Mập không có ý đó. Nhưng mà mấy bạn cố tình nói. Ý là mà hay mấy cái clip nè giống như giò heo hay là hầm thuốc bắc vậy là Mập hay nói chữ tẩm bổ vô. Nhưng mà viết tiêu đề phải nó không phải có gì vậy nó là nhiều chị hiểu là nói là tẩm bổ sau những ngày dài đi xa nhà. Nhưng mà có nhiều bạn thì bẻ lái công việc. Nói thiệt ha, đi ở ngoài Bắc về cái nhà ai cũng lên 4-5kg hết trơn. Ăn hú nhập mặt luôn á. Mấy bạn bẻ lái để cho người trong cuộc người ta có chuyện với nhau. Nhưng mà đôi khi tâm sự vậy đó Mập với bé Kim cũng ngại không? Sợ cái nhà nói là lên đây tiêu cực mà với ai lại, mà bình luận tiêu cực đó là Mập cho gà đảo hết. Với lại có mấy bạn mấy cô chú mà không có liên quan tới chuyện đó nghe thì mình cảm thấy rất là ái nái luôn á. Anh nghĩ cái này ha, nó chín vừa chín là mình ăn được rồi. Chứ mình để giống như nãy giờ. Giống như này là nó teo lắm luôn đúng không cái nhà.
Nè, anh nói mới để ý á. Cái này béo rồi á. Ừ. Anh tính làm gì vậy? Anh tính làm mì cho em ăn. Ngon lắm á mấy cây mềm. Chứ không phải là ấy đâu, anh xạo em á. Đi. Nó nhúng gào nhúng vô cái ăn liền á. Nước nóng á. Sao hôm sau đi rồi ngon. Hôm qua em kia mới ăn cái gì là ăn được phẩm đúng không? Ừ. Em cũng bị nữa. Nè, mì vậy là gấp ra được rồi đó. Để gấp chưa? Không khí thật là yên ắng. Cho em nữa mày thôi nha. Trời ơi, nó nóng nè cái gì ơi. Bốc khói hay đảo không? Ừ. Cảm ơn. Ui. Xin lỗi nha. Làm cho vui vậy á. Ủa mấy kìm. Em biết con mình trai hay gái chưa? Chưa. Chừng nào mới biết? Chừng nào biết có cho khán giả biết không? Có chứ. Chắc chắn rồi. Nhớ nha cả nhà, nhớ nhắc với Kim nha. Bả hay giấu. Cả nhà rất là quan tâm luôn á. Quan tâm về em bé. Ở bên Facebook cũng vậy đó. Qua hôm kia có bạn kia vô hỏi gạo muối bên mình á, bà bầu ăn được không? Ừ. Em có đồng tình không? Có. Ừ. Cái mập kêu đó, nhà mập kêu là trời ơi, bầu của mập nhà mập ăn ầm ầm có sao đâu mà gạo muối có gì đâu mà bầu ăn không được. Có hồi đó bán ba khía á, cái có mấy bạn mà có bầu á, nhiều khi người ta thèm người ta biết, còn mà mập tới giờ mập cũng không biết là có bầu ma khí được không, tại người ta nói là không ăn được sống đó nha. Ừ. Nên nó mập cũng không dám ấy nữa. Cái mấy bạn hỏi thì mập nói là không ăn được, hỏi người lớn chứ mình cũng không biết nữa, mình cũng đâu biết đâu. Nói lại không ăn được cho chắc đấy. Với lại em không được ăn được đồ sống với lại mắm đâu cả nhà, là không nên ăn. Nói vậy chứ còn đã có bầu mà thèm mắm thì sao? Ăn ít thôi. Bỏ gạo vô chưa? Bây giờ em đã cảm nhận là rất là nóng rồi đó. Có nhiều anh chị á góp ý á, cái góp ý á mà nhìn đọc vô biết liền cả nhà. Giống như anh chị thấy giống như mập ăn nhiều á cũng xót xa lắm cả nhà. Cái nói là mới mốt thôi, mập ăn lên ăn kiểu như thưởng thức thôi, trò chuyện này kia thôi. Cái đó gọi là người ta muốn tốt cho mình thiệt sự luôn á. Nhưng mà nói vậy không phải là những người mà muốn mập ăn nhiều lại không muốn tốt cho mập nha. Nhiều khi người ta thấy là mập ăn nhiều á, người ta chỉ nghĩ là
ừ nó ăn ngon miệng, nó ăn nhiều thôi, nhưng mà ý là nhìn sâu vào vấn đề cả nhà, thì mình ăn nhiều mà mình ăn lâu dài á nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nên ví dụ như mai mốt mà nếu được á thì mập cũng sẽ hạn chế lại bớt. Em thấy sao? Đương nhiên rồi, ăn lúc nào cũng ủng hộ chuyện đó mà. Nhưng mà kiểu như là có nhiều vấn đề lắm đó nha, nên là hai đứa cũng đang thực hiện kế hoạch như vậy. Nhưng mà không phải là làm cái đụng cái lên ăn có một chén cơm đâu. Không phải kiểu vậy đó nha. Nói chung là cả nhà biết mập và hết mập cũng do là mấy cái múc băng từ ban đầu là ăn nhiều. Nhưng mà giờ sau thì hai đứa cũng biết rồi là nên giảm rồi. Cũng nhờ cả nhà góp ý thì với lại tự hai đứa cũng hiểu là do ra vấn đề đó. Nhưng mà hai đứa tính làm thế là như vậy. Cảm ơn cái nhà nhiều nha. Giống như bữa ăn hôm nay thì nhiều khi em biết em trưng bày nó đồ sộ là do nhiều rau hay là nhiều cái gì đó, thì cả nhà thấy nhiều vậy thôi chứ ít. Có nhiều món thì nó ít thiệt nha, nhiều món thì nó cũng nhiều thiệt, nhưng mà có khi ăn cũng đâu có hết đâu cả nhà. Với lại làm múc băng thì ăn uống thì mình phải ăn miếng to miếng bự để cho người xem người ta cảm thấy hấp dẫn á. Thì giống như bữa ăn gạo muối ấy, còn mấy cái ức ăn tới bữa nay mới hết đó cả nhà. Chứ ở ngoài ai đâu mà ăn như vậy đúng không cả nhà? Nói chung là hai đứa luôn luôn lắng nghe cả nhà, nên mình rất là cảm ơn gì rồi đó. Có nhiều anh chị bạn bè làm YouTube chung đó nha, khuyên mập với bé Kim là gì nè, những cái bình luận mà tiêu cực á, thí dụ như nó xuất hiện một lần hai lần là người ta kiểu như người ta chưa hiểu mình, nhưng mà nói tới lần thứ ba mà người ta dẫn vô người ta nói này nói kia mình á là cho gà đảo ngay, là mấy người đó là kiểu như người ta chỉ muốn vô soi mói mình này kia, người ta muốn chà đạp mình. Nên còn mập chứ ghê lắm thì nghĩ là người ta cũng xem kênh mình mà tự nhiên mình lại chặn người ta, xóa người ta trong khi người ta xem mình á. Nhưng mà cái quan điểm đó nó không còn đúng nữa cả nhà. Nhưng mà em hy vọng coi rồi sao mình sẽ không nói gì mấy vấn đề. Người ta nói là quan tâm tới mấy cái vấn đề tiêu cực á sẽ lo mình tiêu cực theo luôn á, sẽ làm ảnh hưởng tới cái hướng đi của mình đó cả nhà. Nhưng mà hai đứa nói vậy thôi, nhưng mà hai đứa luôn có cách để vực dậy bản thân. Người muốn dọn quá. Anh muốn tắt lửa để anh ăn. Anh có ăn mì không? Hôm nay còn có mì à? Uống chó nữa. Em có muốn ăn thêm cái mì không? Dạ mang thôi. Anh thấy ăn ngon lắm luôn á. Thôi hai đứa mình ăn nửa gói đi. Hai đứa nửa gói á. Không nhận mình cảm thấy ăn mà chấm nước mắm á, ngon gì đâu. Nó hết hết ra luôn rồi. Thì nhúng cái mì xuống nước này nó cũng chín rồi. Đây rồi. Anh ăn bắp chuối này có gì khác không ạ? Nó không có chát hả? Anh thấy ngon. Anh thấy ngon hơn. Đúng là bắp chuối mắc tiền. Ngon quá.
đem mấy chén muối lên thiệt là vô nghĩa. Anh sẽ đặt tiêu đề là canh chua bạch tuộc. Mẹ. Em bị ngán lắm. Bây giờ em hết ngán rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà ra tiếng vua á mãi mãi không bao giờ ăn được. Bịch tuột kém, bịch tuột này là bịch tuột kém phải không? Ừ, cái này là tôi đó. Ê, ta nói một nửa thế giới này á cả nhà, mà cụ thể là phụ nữ là một bí ẩn. Nhiều khi á, không có bầu á thì không biết món đó, mà tự nhiên có bầu và thèm món đó mà mình không thể nào tưởng tượng ra được luôn á. Giống như hồi xưa anh ở dưới quê anh hay nghe mấy chị nói về em chứ. Thì em cũng làm một cái điều đó đó. Tự nhiên hồi đó cũng đâu biết giao tiếng vua, tự nhiên cái bầu cái ngán giao tiếng vua ngán. Vậy lúc mà anh ăn mì đó. Ừ thì biết, nhưng mà ý là có nhiều người á có bầu á thèm gạch non nữa mà không biết, anh không biết gạch non là cái gì luôn. Rồi thèm những thứ mà mình không có tưởng tượng được luôn đó nha. Rồi những món mà khi mà người ta chưa có bầu, người ta không biết ăn luôn, nhưng mà tới có bầu lại ta lại thèm. Ừ, ta muốn ăn thử. Ừ, thay đổi nội tiết tố á. Mà nói chung là miễn con nó khỏe mạnh là được. Biết Kim đang có một thai kỳ rất là bình thường, khỏe mạnh đó nha. Nhưng mà có chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là bị cao huyết áp. Là do mình ăn mặn á, như là mình thức khuya á. Hồi đó với Kim kiểu như là có bầu bánh mì, hai đứa cũng cũng khỏe về kinh tế, giống như là cũng đủ sống qua ngày. Không phải lo, không phải lo cả nhà. Cái bé Kim thèm gì cũng ăn được đó. Cái bà thèm nhiều thứ quá, cái bà mới nói là ủa sao tự nhiên không có bầu thì không thèm gì, có bầu thèm dữ ta. Nói vậy đó. Cái người lớn mới nói là nó mà thèm á, mày không cho nó ăn, mới mốt con mày đẻ ra là con mày bị chảy nước miếng. Mà cuối cùng ha, là thèm gì cũng cho ăn, nhưng cuối cùng là bánh mì hồi từ mà đẻ tới giờ là không nhiễm một giọt nước miếng nữa cả nhà. Mọc răng mà không nước miếng. Không có kiểu như là lầm thầm nước miếng, nước mũi giống như người ta. Kiểu như là mà để ý nhiều cái bánh mì nó không có, mà không có gì hướng tích cực á. Sẵn nói về con gái, hai đứa mình khoe con gái luôn. Bánh mì với cả nhà, từ xưa tới giờ luôn nha. Là 2 tuổi mà chưa biết nói chuyện luôn. Nó chích ngừa vậy hay là không, bây giờ nó bị sốt luôn cả nhà. Không bao giờ bị sốt, nó chỉ hơn cái mắm ngồi thôi. Hai đứa nói hoài, nó mà trời đẻ 10 đứa như bánh mì cũng đẻ nữa. Rồi đó, mọc răng càng không bị sốt luôn. Rồi mọc răng là không bị nhiễm nước miếng này kia đó. Ừ. Rồi không có, chỉ đào tối hay khóc qué lên cái là xong mà cũng ngủ rồi cả nhà. Ngủ rồi quên công nghiệp đó. Không hề ghiền bất cứ một cái gì luôn. Con người ta ghiền cái khăn, cái mền. Sao không ghiền ghiền coco melon? Ghiền ti mẹ. Còn bánh mì nó không có ghiền gì chứ cả nhà. Không ghiền coco melon đó nha. Coco melon là phim hoạt hình của em bé á. Cái này nó ghiền đi xe á. Hay ghiền đi dạo phố. Nó thấy đi xe là nó đòi đi. Không cần biết đi đâu. Nhưng mà cả nhà biết không? Đấy.
là đòi đi nhưng mà lên xe hãy ngủ. Đợi lên xe mà lên xe thì ngủ. Không, hồi nãy á, cái nước hồi nãy á ngon thiệt nhưng mà nó hơi lẹt. Bây giờ nó sắc xuống vậy nè. Không? Ừ, anh mới thấy nó ngon dữ rồi. Nghe, ý là hồi nãy nó lẹt á, chứ không phải là nó mặn. Thách anh uống hết nước đó. Thôi khổ luôn đi. Tự nhiên thử thách, hai chồng mình đi thử thách. Tán một cái giờ chưa đó mà thử thách. Hàm thử thách mà. Thật sự ha. Bây giờ mặt mình nghe hai từ thử thách cái ốc cục mặt nó nổi gần 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 lên đó nha. Vài bữa nữa thì hai đứa mình cũng có một clip liên quan đến thử thách này cả nhà. Hết rồi. Nhưng mà mấy Kim xin phép được giữ bí mật. Clip đó rất là liên quan đến thử thách luôn. Rất là lớn thử thách. Thử thách rất lớn. Mặt chưa biết luôn. Nhiều cái thử thách cộng lại. Lò đó. Nhưng mà anh thích ăn cái bạch tuộc nè. Đó là giải mã cho mập biết là con bạch tuộc tại sao ở trong nó có cái trứng mà vàng vàng, nó béo béo giống như cái không ta. Hồi đó giờ mới ăn lần đầu luôn á. Nhưng mà anh ăn nữa mai làm cho, ở dưới cũng còn mà. Hồi chiều này bé Kim mua 2kg luôn cả nhà. Cả nhà biết không, hai đứa đang quay á là ở trên lầu. Mỗi lần quay là sẽ bưng đồ ăn lên, xong rồi bưng đồ ăn xuống thì nó cũng sẽ rất là mệt và sẽ tiêu được một số calo nhất định. Nhưng mà tính ra mà nói thiệt cả nhà, là Mập với bé Kim á làm clip là kiểu như là nó rất là khỏe, nó rất là đơn giản so với những anh chị khi mà Mập tiếp xúc với người ta làm ra một clip rất là kỳ công luôn á, nên mình cũng không có nên than vãn nữa cả nhà. Nếu như mình quay ở nhà mà được cả nhà ủng hộ là một điều rất là may mắn luôn á. Thì thôi để hôm sau nói tiếp, bữa nay clip này nói nhiều quá rồi. Thì cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của hai đứa nha. Thì hai đứa hôm nay ăn bịch tuột nhúng mẻ đó cả nhà. Thì lần đầu tiên mấy Kim làm món này cho Mập ăn mà ngon đến như vậy, thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái clip hôm nay, ủng hộ cái món hôm nay của bé Kim làm nha cả nhà. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập Food nha. Còn bây giờ đây, kết thúc clip thôi cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại.